Kính chào quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên đang theo dõi chuyên mục thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chuyên mục ngày hôm nay có những nội dung chính sau: toàn tỉnh huy động xây dựng hàng trăm công trình thanh niên, những cây cầu mang dấu ấn thanh niên, đoàn thanh niên Bắc Nẵm đồng hành cùng nhà nông chống rét, chương trình 90 ngày thi đấu cao điểm lao động sáng tạo chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn. Trước hết là phần tin. Năm 2020, các cấp hội đoàn đã huy động xây dựng được nhiều công trình thanh niên, phần việc thanh niên có ý nghĩa. Trong đó, thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ Bắc Cạn chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp đoàn hội đã huy động nguồn lực thực hiện xây 6 nhà văn hóa, nhà họp thôn, nhà nhân ái, 5 điểm trường, phòng học lắp ghép, 2 nhà cho học sinh nghèo, xây 16 cầu nông thôn, đổ bê tông 40 sân nhà họp thôn, sân trường học, sân bóng chuyền, 5,5 km đường nông thôn, thắp đèn chiếu sáng 6,5 km đường nông thôn, trồng trên 65.000 cây xanh với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Tổ chức đồng loạt 3 ngày chủ nhật xanh, thu gom hơn 5 tấn rác thải, trồng trên 4.000 cây xanh, cây ăn quả, tuyên truyền cho trên 5.000 đoàn viên thanh niên và người dân về bảo vệ môi trường. Tổ chức tư vấn, khám, phát thuốc cho hơn 900 đối tượng là trẻ em, gia đình chính sách, người cao tuổi, phụ nữ mang thai. Tiêu biểu như các đơn vị, như Thành đoàn Bắc Cạn, Ba Bể, Chợ Đồn, đoàn các cơ quan tỉnh, đoàn công an tỉnh. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Cạn cùng 21 cơ sở đoàn đã tổ chức 85 chương trình tình nguyện, tổng giá trị các hoạt động khoảng 1,7 tỷ đồng. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Cạn cùng các cơ sở đoàn đã xây dựng mới 3 nhà, sửa chữa 1 nhà nhân ái, xây dựng 1 phòng học, 1 nhà ăn bán trú, 1 cầu dân sinh, 1 nhà tiêu hợp vệ sinh, đổ bê tông 296 mét đường nông thôn, đổ bê tông 8 sân trường, sân nhà văn hóa thôn bản, giúp đỡ 2 thôn bản xây dựng công trình thắp sáng đường quê, xây dựng 2 khu vui chơi cho trẻ em. Tặng 952 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, 654 suất quà cho các đối tượng chính sách, phối hợp tổ chức 3 buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 185 trường hợp. Cử trên 400 đoàn viên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, đã hiến được 341 đơn vị máu cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Tổ chức phát động ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai trên 135 triệu đồng. Từ nguồn vốn giải quyết việc làm kênh Trung ương đoàn, hiện nay tỉnh đoàn đang quản lý hơn 1,9 tỷ đồng cho 24 dự án giải quyết việc làm cho 200 lao động. Việc vay vốn đối với những dự án có mức vay từ 200 triệu đồng trở xuống được tỉnh đoàn tiếp nhận hồ sơ vay vốn và phê duyệt. Với những dự án có nhu cầu vay vốn từ 200 triệu đồng trở lên đến 500 triệu đồng sẽ do Trung ương đoàn phê duyệt. Nguồn vốn này đã giúp nhiều thanh niên khởi nghiệp thành công và giải quyết được việc làm cho lao động nông thôn. Trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn cần tiếp tục chỉ đạo đoàn cấp cơ sở tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi một cách thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đối tượng. Thưa quý vị khán giả, trong những năm qua, huyện đoàn Chợ Đồn đã khai thác tối đa nhiều nguồn vốn hỗ trợ, cùng tham gia đóng góp sức người, xây dựng những cây cầu bê tông nối đôi bờ ở các vùng nông thôn, phát huy dấu ấn thanh niên. Cầu Nà Lại, xã Đại Xảo là một trong những cây cầu hạnh phúc mới được khởi công xây dựng trong niềm hân hoan, phấn khởi của người dân địa phương. Cây cầu do tự tay người dân và các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện và xây dựng nên. Do đó, để triển khai hiệu quả, Ban chấp hành đoàn xã Đại Xảo đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới đoàn viên thanh niên và nhân dân, xây dựng cây cầu bằng các hình thức đóng góp kinh phí, ngày công lao động, chia tổ để triển khai thực hiện. Cầu phải đảm bảo kỹ thuật, bền, đẹp. Mỗi người dân, đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần trách nhiệm. Vận động nhân dân đóng góp, trong đó đoàn viên thì đã tổ chức các hoạt động như tổ chức ngày công thì được một buổi với hơn 30 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Và đoàn viên của tại chi đoàn thôn bản thì đã tổ chức theo ngày công phân theo là thực hiện theo các nhóm hộ gia đình của đoàn viên thanh niên. Là nơi khởi nguồn của hai con sông lớn là sông Cầu, sông Phó Đáy, huyện Chợ Đồn là huyện có hệ thống sông lớn của tỉnh. Do đó, cầu là một trong những hệ thống giao thông huyết mạch của huyện Chợ Đồn. Theo thống kê nhanh, toàn huyện cần trên 30 cây cầu dân sinh. Nhằm chung tay thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí phát triển hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn, huyện đoàn huyện Chợ Đồn đã chung sức, đồng lòng, tập trung xây dựng nhiều cây cầu bê tông. Nhiều địa phương sau khi công trình cầu do đoàn thanh niên vận động các nhà tài trợ xây dựng, nhiều thôn, bản đã thay đổi diện mạo, như được khoác lên mình chiếc áo mới tươi sáng hơn. Trong năm 2020, thì đoàn thanh niên huyện Chợ Đồn đã phối hợp với lại các đơn vị tài trợ tiến hành xây được 4 cái cầu dân sinh
và khởi công được thêm 9 cái tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Để thực hiện tốt phần việc làm cầu thì chúng tôi ngoài việc là tạo niềm tin cho các nhà tài trợ thì phải làm tốt công tác dân vận. Dân vận ở đây là họp bàn với lại người dân trực tiếp, gián tiếp được hưởng lợi, nhất trí, thống nhất việc là đối ứng công xây dựng và cát. Những công trình xây dựng cầu được khánh thành và đưa vào sử dụng đã khẳng định được vai trò của tuổi trẻ và tổ chức đoàn, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. Không chỉ có công trình xây dựng cầu nông thôn, trong những năm qua, tuổi trẻ Chợ Đồn còn thực hiện hàng trăm công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực. Và nơi nào cũng hiện hữu dấu ấn của những thanh niên áo xanh. Với tinh thần tất cả vì đàn em thân yêu, các cấp bộ đoàn, đội trên địa bàn tỉnh đã có rất nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa trong công tác chăm lo, bồi dưỡng thiếu niên nhi đồng. Trong đó, thực hiện phong trào thiếu nhi Bắc Cạn thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy đã được 100% liên đội trong toàn tỉnh tích cực triển khai bằng nhiều nội dung phong phú hấp dẫn. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn, đội trên địa bàn tỉnh đã trao hơn 3.000 kg gạo, 4.000 hộp sữa, 1.700 chăn, quần áo ấm, mũ len, 60 xe đạp, hơn 1.800 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng 41 điểm vui chơi cho thiếu nhi với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng. Các hoạt động rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống, phát triển năng khiếu được tổ chức với hình thức đa dạng, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Tỉnh đoàn Bắc Cạn sẽ tổ chức chợ xanh khởi nghiệp số đặc biệt với chủ đề Tết vùng cao. Chợ xanh khởi nghiệp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 1 năm 2021 và có khoảng 30 gian hàng là các hợp tác xã, mô hình kinh tế thanh niên. Các hoạt động tổ chức tại chợ xanh khởi nghiệp nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm do các mô hình kinh tế, tổ hợp tác xã thanh niên sản xuất, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện, phát triển sản phẩm, kết nối đầu ra một số sản phẩm tiềm năng, tổ chức một số hình thức tuyên truyền người dân hạn chế rác thải nhựa, tổ chức một số hoạt động giao lưu văn hóa trải nghiệm. Để chương trình triển khai tốt, tỉnh đoàn Bắc Cạn mong muốn nhiều chủ thể đăng ký chợ xanh khởi nghiệp thông qua huyện đoàn hoặc đăng ký trực tiếp với tỉnh đoàn Bắc Cạn để bố trí các gian hàng cho hợp lý. Thưa quý vị khán giả, nhằm cụ thể hóa chương trình tình nguyện mùa đông với nội dung đồng hành cùng nhà nông, trước tình hình thời tiết rét đậm trong những ngày qua, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Bắc Nạm tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn phòng chống rét. Ngay trong những ngày giá rét đầu tiên, đoàn thanh niên xã Bộc Bố đã phát động phong trào ủng hộ và huy động được nhiều đợt hỗ trợ hộ nghèo về bạt để quay chuồng trại. Trong đó tập trung hỗ trợ tại một số thôn có hộ khó khăn như thôn Khâu Đấng, Đông Lẻo, Khâu Vai, Lủng Pạng. Vâng, thì cũng rất cảm ơn trong đoàn của huyện cũng như của xã thì quan tâm đến gia đình của các hộ gia đình trong thôn thì lên tuyên truyền về cái phòng chống rét cho trâu bò, rồi thì cũng được hỗ trợ giúp bạt để quay chuồng trâu chuồng bò của gia đình, thì gia đình cũng rất cảm ơn để tiến tới để trâu bò giảm thiểu về cái dịch bệnh. Ban chấp hành đoàn xã cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã huy động các nguồn lực và vận động đoàn viên thanh niên ủng hộ đóng góp được 400 mét vuông bạt và quay chuồng trại cho được 10 hộ có gia đình khó khăn. Thời gian qua, không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết trên địa bàn huyện Bắc Nẵm có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệt độ nhiều vùng núi cao từ 3 đến 4 độ C. Thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông, huyện đoàn Bắc Nẵm đã phát động các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên huy động từ nhiều nguồn lực và đóng góp kinh phí để mua gần 2.000 mét vuông bạt giúp 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn che chắn chuồng trại chăn nuôi để chống rét cho trâu bò. Tuyên truyền, vận động các hộ dân chủ động thực hiện các biện pháp đã khuyên cáo để phòng chống rét cho vật nuôi cây trồng. Trong cái thời tiết rét buốt và không khí lạnh đang tăng cường, thì Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc huy động nguồn lực và vận động đoàn viên thanh niên đóng góp về kinh phí để mua với tổng chiều dài là hơn 2.000 mét bạt và đã giúp đỡ cho quay chuồng trại cho hơn 50 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình kết nối thêm nhiều cái nguồn lực để phấn đấu hỗ trợ giúp đỡ cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cái chương trình tình nguyện mùa đông năm nay. Con trâu là đầu cơ nghiệp,
với hoạt động ý nghĩa thiết thực trong việc đồng hành cùng nhà nông nhằm tiếp tục phát huy vai trò tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây được coi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, rộng rãi trong toàn đoàn. Trong chương trình Thanh niên Bắc Cạn ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với đồng chí Nông Bình Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Cạn để hiểu rõ hơn về đợt thi đua này. Xin chào đồng chí, thưa đồng chí cho biết những trọng tâm trong công tác chính trị của tuổi trẻ tỉnh trong thời gian tới, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ cho thanh niên xung phong. Năm 2021 có những sự kiện chính trị rất là quan trọng. Tuổi trẻ tỉnh Bắc Cạn đã bàn và quyết định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Trước tiên thì sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt, tìm hiểu và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ của tỉnh lần thứ 12 và Đại hội Đảng Bộ các cấp đến đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên để có cái môi trường học tập, tìm hiểu. Cái thứ hai là sẽ tập trung các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ tặng thơ thanh niên xung phong tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, Ủy ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thanh niên xung phong Trung đoàn sẽ tham mưu cho tỉnh phối hợp với Ban Bí thư Trung đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Bác Hồ tặng thơ thanh niên xung phong tại Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Vào dịp đó thì cũng sẽ tổ chức những hoạt động cụ thể như là sẽ tặng quà, xây nhà tình nghĩa cho hội cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, sẽ xây dựng một cái bia đá tại cái địa điểm mà trước đây thanh niên xung phong đã làm cầu, và cùng với dịp đó thì trung đoàn cũng sẽ khánh thành và triển khai cái bản đồ số về các cái địa điểm lịch sử mà gắn với thanh niên trên địa bàn toàn quốc. Đồng chí có thể nói rõ hơn về một số điểm nhấn của đợt thi đua cao điểm 90 ngày lao động sáng tạo chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thưa đồng chí? Dịp này thì tuổi trẻ toàn tỉnh sẽ tập trung các hoạt động sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, và sẽ tập trung vào các hoạt động như các đợt sinh hoạt như ngày đoàn viên, rồi là tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề tôi người cán bộ đoàn, tôi người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và các hoạt động cụ thể thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và tập trung vào một số những cái hoạt động rất cụ thể như sau. Thứ nhất thì sẽ tổ chức lễ meeting kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gắn với đó sẽ gặp mặt 90 bí thư đoàn tiêu biểu và tuyên dương 90 chi đoàn mạnh. Và cùng với dịp đó thì sẽ tổ chức hội thi tìm hiểu về nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 và liên hoan các cái câu lạc bộ, đội nhóm về tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng. Cùng với đó sẽ tổ chức giải bóng đá thanh niên và tổ chức gặp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ. Cùng với đó thì cũng sẽ phát động xây dựng các công trình phần việc thanh niên hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong dịp tới thì trước mắt thì sẽ có cái hoạt động chào xuân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ 13. Thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã xây dựng kế hoạch sẽ tổ chức phát động cái lễ phát động ngày thanh niên cùng hành động chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 12, tập trung vào các hoạt động như tổ chức diễn đàn nghị quyết Đại hội Đảng hành động của tuổi trẻ, tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông, tổ chức một số những cái hoạt động như là phiên chợ xanh thanh niên khởi nghiệp. Cùng với đó thì sẽ khánh thành các cầu dân sinh. Trong kế hoạch chúng tôi đã triển khai, dự kiến dịp này sẽ khánh thành khoảng 10 cầu dân sinh. Xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay.
Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên đã theo dõi chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn số tháng 1 năm 2021. Xin chào và hẹn gặp lại.